hỏi: Thế nào là vui? Linh hồn là gì? Chúng ta làm sao để tiếp xúc với linh hồn của mình? Đáp: Thế nào là vui? Tôi đã nói qua rồi, không tranh là vui, không tham là vui, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, tức là vui đấy. Nếu tranh thì mình sẽ phải moi óc suy tính để mà tranh chấp hơn thua với người ta, vậy thì khổ quá. Còn nếu tham, cái tham khiến mình ban đêm ngủ không được, ban ngày ăn cơm cũng không ngon, đó cũng là khổ. Mình mà hướng ra ngoài truy cầu, kể cả như nam theo đuổi nữ, nữ tìm cầu nam, rồi thì cái gì cũng quên hết, cả cha mẹ mình cũng không quan tâm tới, mà chỉ biết đi tìm đối tượng của mình thôi, cho nên đó là khổ. Còn về ích kỷ thì sao? Bởi vì ích kỷ mà chúng ta cứ làm những chuyện có lợi cho mình nhưng tổn hại người. Tự lợi là chuyên môn tính phần lợi về mình, chứ không nghĩ đến sự lợi lạc của người. Nếu mình nói dối cũng là khổ, không biết đủ thì khổ. Như nếu biết đủ, mình sẽ được an vui. Còn về linh hồn thì nó là Phật tánh của mình đó. Nếu nói theo người bình thường thì người ta gọi Phật tánh là linh hồn. Khi mình tu được rồi thì nó sẽ thành Phật. Nếu mình tu không được, nó sẽ thành ma. Nếu như muốn tiếp xúc với linh hồn à, tự mình không nhìn thấy được linh hồn của mình đâu. Nếu muốn thấy được nó thì mình phải đoạn dục bỏ ái để lo tu hành. Nếu chúng ta không đoạn trừ ái dục thì không cách nào biết được linh hồn của mình là cái gì đâu.